Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thể thấy mình đã trở lại rồi đây. Ồ, như quay video một không tốt không, nó bị giảm FPS quá các bạn. Nó bị giảm FPS quá. Đợi một chút xíu đi. Mọi người có thể nhìn thấy FPS khá là cao thôi. Mình đã quay chế độ một không tốt không. Không đủ RAM. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ok. Các bạn thấy được không? Đấy, trời ơi, mượt chứ các bạn, thì nào nó rất là mượt. Hồi nãy mình quay một con nó bị lắc thôi chứ bây giờ nó rất là mượt. Định bắn ai vậy anh ơi? Màn hình phải. Khởi động. Hơi thấp so với lúc mình chơi không có quay màn hình. Chơi không quay màn hình đấy, nó cao lắm các bạn. Không, nó có con quân bởi lớp 10 đấy, nó mượt thôi. Hay đi 5 chạy căn bản nó khớp gà. Không đủ RAM để quay một con thứ không, chứ không là coi như mà xem clip nhất là nét luôn không. FPS châm trận có khi lên tới 170 luôn kìa. Hơi tới 170 không? 99 200 à. Tắt coi màn hình đi là mấy trăm luôn các bạn. Mới đổi sang con card cái được tăng gì ta, HZ của màn hình lên tới 70 nha các bạn. Chưa thấy đẹp nào đó để trải nghiệm. Mượt lắm. Khép đó có giảm xuống 7 mấy thì nó cũng mượt y chang là lúc 9 mấy rồi. Mượt hơn lúc trước. Lúc trước mặc dù chơi cái kia FFK nhưng mà chơi trong cái chế độ này thì nó khá lắc. Bây giờ thì nó mượt luôn. Ok. Mượt quá, bắn nó dễ hit shot. Ok. Mượt quá, bắn nó dễ hit shot. Theo trải nghiệm của mình suốt trận đấu thì nói chung FPS nó khá là mượt. Nói chung là cái con cạnh này khá là ok. Anh nói chuyện sao cứ ở ngoài vậy? Theo trải nghiệm của mình suốt trận đấu thì ok, nói chung là nó khá là mượt. Gọi là không có bị giật lag cho lắm, mặc dù FPS có lẽ không cao. Vì có thể là do quay màn hình hay là gì đó, nhưng mà mình thấy nó khá là ok, chơi khá là mượt, nói chung là xử lý bắn rất hiểu được. Kết hợp bằng chơi game, nói chung là một con card này khá là xứng đáng. Đúng là tiền nào cũng đấy. Và bây giờ mình mới phát hiện ra một điều, đó là
phát hiện ra một điều đó là mỗi máy thì nó thích ứng với một con Bluetooth rất khác nhau nha mọi người. Ok, sau khi mình trải nghiệm xong thì mình thấy khá là ok đấy, nói chung là ok. Không, thật ra thì mình có một cái phát hiện mới, đó chính là Blue Status á, nó sẽ thích ứng tùy con nha các bạn, chứ không phải con nào nó cũng như con nào, nó sẽ thích ứng từng con nha các bạn. Ví dụ như con Blue Status 64-bit BE á, nó lại thích ứng trên cái con cạp màn hình kiểu mới, còn cái 32-bit lúc trước lại thích ứng trên cái cạp màn hình cũ của mình. Nói chung là FPS nó khác nhau. Khi mình sử dụng cái con đồ họa mạnh này, sử dụng cái 32-bit đó, FPS nó bị thấp. Còn khi sử dụng cái card đồ họa lúc trước của mình, sử dụng cái 64-bit này á, thì nó lại bị FPS thấp. Nói chung là mọi người nên test từng cái phiên bản ở trong BlueStat. Clip chú lại là chơi game khá là mượt.